Messi nổi nóng, mắng thậm tệ cầu thủ Hà Lan và khiêu khích Van Gaal. Ở trận đấu Argentina với Hà Lan, đội bóng Nam Mỹ đã giành chiến thắng 4-3 ở loạt sút luân lưu sau khi hai đội hòa 2 đều trong 120 phút thi đấu. Đáng chú ý, trọng tài là Host đã rút ra tới 18 thẻ vàng và một thẻ đỏ, phá kỷ lục về số thẻ phạt được rút ra nhiều nhất trong bất kỳ trận đấu quốc tế nào do FIFA quản lý. Trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu, Messi nói về La Host: "Tôi nghĩ rằng FIFA không thể sử dụng trọng tài này cho loại trận đấu này vì ông ấy không hoàn thành nhiệm vụ." Ngoài việc không hài lòng với trọng tài La Host, Messi tiếp tục gọi tên Guy Host, người đã ghi hai bàn trong trận đấu này trong các bình luận sau trận đấu của anh. Số 19, ám chỉ Guy Host, đến và bắt đầu khiêu khích chúng tôi, va vào chúng tôi, nói với chúng tôi mọi điều. Huấn luyện viên của họ cũng không tôn trọng chúng tôi, Messi nói. Trước khi trận đấu bắt đầu, Van Gaal cho biết Messi không tham gia nhiều vào lối chơi của đội khi Argentina mất bóng. Về những phát biểu này, sau khi ghi bàn cho Anbi Celeste, La Pulga quyết định ăn mừng trước mặt cựu huấn luyện viên của Man United,